Thì ra mùa xuân hoa nở là vì bản mắt Etude House đã về rồi nha. Với những bản mắt của nhà Etude House này thì sẽ thiết kế cho mình là 9 ô màu nhỏ gọn là xinh xắn, là phù hợp để mang đi du lịch cũng được ha. Và những màu sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho mình là vừa có những màu lì vừa có những màu nhũ luôn, chất phấn thì vô cùng mịn và dễ tán. Với bạn nào mà đang có một đôi mắt dầu thì đừng quên khi mà sử dụng những bản mắt này thì nhớ bổ sung thêm kem lót mắt ha, để cái chất phấn này màu này sẽ bền màu cả một ngày dài luôn. Và hôm nay nhà Suka sẽ giới thiệu từng bản màu cho mọi người xem nha. Đầu tiên đó chính là bản mắt cookie chip này ha, tông màu nâu cam siêu đẹp và siêu dễ đánh luôn, sẽ bao gồm cho mình những cái tông màu lì nè và tông màu nhũ cũng có luôn, với cái tông màu hoàn hảo từ dải màu be cho đến cái tông màu nâu phù hợp cho mọi tông da, gam màu trầm và ấm bám màu cực lâu lên màu đỏ và không phải loãng cục khi tán. Tiếp theo đó chính là hai bản mắt chú hổ cực kỳ xinh luôn. Phiên bản chú hổ siêu cute sẽ gồm có hai gam màu cho mình ha. Với bản mắt này thì sẽ bao gồm hai bản ha, Joyful Tiger và Sleepy Tiger. Tông màu chủ đạo bên bản mắt bên tay trái là tông màu cam đào và bên tay phải đó chính là tông màu hồng sen. Thì với những bản mắt này đều sẽ có bao gồm những tông màu lì và tông màu nhũ cho mình luôn, tha hồ mà lựa chọn. Và bản mắt thứ ba này cũng khá là xinh nha, và tông màu của em này sẽ gồm những tông màu hồng nâu. Đó, mọi người thấy không? Cái mấy cái vết trơn cực kỳ xinh luôn á. Cuối cùng đó chính là bản mắt Moody Romance này. Những cô nàng ngọt ngào bánh bèo ơi, chúng ta làm sao bỏ qua cái bản mắt có cái tông hồng nâu này được đúng không? Gồm những tông màu hồng nè, hồng nâu nè, hồng đất nè, có cả màu nhũ và màu lì cho mình luôn. Mấy cái bản mắt này mà hôm nào đi hẹn hò bắt người yêu mà sử dụng thì thôi rồi luôn, hết bài nha. Tất cả những bản mắt này đã cập bến đầy đủ tại nhà Suka rồi nha. Và mọi người cần điều gì cần tư vấn thêm thì đừng ngần ngại nhắn tin cho Suka nha.